Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở hẻm 363 đường đất mới thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Có giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi nha và còn thương lượng. Nhà chúng ta đây, một trệt một lầu có ban công này. Hướng này thì chúng ta đi ra ngoài hẻm lớn nha. Và đây là con hẻm trước nhà. Đó, hẻm trước nhà thì đoạn này cũng tầm được 2 mét. Và phía ngoài kia lối vào ha. Đó. Từ đây chúng ta đi ra ngoài hẻm lớn kia tầm khoảng 20 mét nhé. Đó, cũng khá là tiện lợi. Đấy. Thì trong này nó là hẻm cụt rồi. Hẻm cụt nha, rất an ninh và yên tĩnh này. Đó. Đây ha. Hẻm cụt rồi. Đó. Nói chung là hẻm này cũng sạch sẽ và cũng khá an ninh nha. Rồi, nhà chúng ta đây. Thì căn nhà này có diện tích là ngang 4 m, dài là gần 4 m rưỡi, kết cấu là một trệt một lầu, có hai phòng vệ sinh, có một ban công. Nhà thì có hướng chính bắc. Về giấy tờ thì nhà có số nhà quận cấp năm 2006, có giấy kê khai, và giá bán thì chỉ có 1 tỷ 2 thôi. Hình thức mua bán thì chúng ta sẽ mua bán giấy tay và ra thừa phát lại lập phi bằng làm chứng nha. Chúng ta sẽ mua bán giấy tay và ra văn phòng thừa phát lại lập phi bằng làm chứng. Giá bán là 1 tỷ 2, còn thương lượng nha. Đấy. Chúng ta lên lầu này. Rồi, đây trên lầu này. Đó, trên lầu chúng ta có một không gian suốt thế này nha. Thì phía ngoài là có ban công này. Đó, bên này chúng ta có phòng vệ sinh này. Đấy ha, phòng vệ sinh này. Đó. Tuyệt vời chưa? Rồi. Ban công trước nhà này. Đây ha. Đó. Tuyệt vời chưa? Hẻm trước nhà này. Đó, đi một đường thẳng thôi ha, ra ngoài kia là hẻm lớn, hẻm xe hơi vô đến luôn. Đấy. Rồi, ok các anh chị nha. Như vậy chúng ta cũng đã xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì liên hệ với Sơn để đi xem nhà và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Xin nhắc lại về giấy tờ. Thì căn nhà có số nhà quận cấp năm 2006, có giấy kê khai. Và hình thức mua bán thì chúng ta sẽ mua bán giấy tay và ra văn phòng thừa phát lại lập phi bằng làm chứng. Giá bán là 1 tỷ 2, còn thương lượng nha. Rồi, anh chị quan tâm thì gọi ngay cho Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Bye bye.